Tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nơi còn lưu giữ và phát triển rất nhiều làng nghề truyền thống. Và đồng hành với chương trình là hai bạn trẻ Anh Phương và Phương Anh. Hãy xem họ đã thu thập được gì qua chuyến trải nghiệm này nhé! Các bạn thân mến, trên tay tôi lúc này là những vật dụng vô cùng cần thiết và quen thuộc với mỗi một người thợ mộc, đó là cái chàng và cái đục. Không ai biết chính xác là những vật dụng này có từ bao lâu và cũng không ai biết được là làng nghề gỗ Tràng Sơn thì có từ bao giờ. Chỉ biết rằng là những sản phẩm đồ gỗ, giấy bàn tay tinh hoa và tài hoa của những người thợ nơi đây thì đã vang danh khắp mọi nơi. Và ngày hôm nay thì anh Phương cũng như là Phương Anh sẽ dẫn các bạn đi thăm và tìm hiểu về làng gỗ Tràng Sơn, nơi mà những người thợ đã sử dụng sự tài hoa khéo léo của mình để làm nên những sản phẩm vô cùng độc đáo nhưng cũng rất mang nét truyền thống. Chúng ta hãy cùng tham quan nhé. Xin mời. Đến Tràng Sơn vào những tháng cuối năm, đâu đâu bạn cũng nghe thấy âm thanh của tiếng đục, tiếng cưa, tiếng bào. Và chính âm thanh rộn rã đó đã đưa chân chúng tôi đến với một xưởng gỗ chuyên làm nhà cổ. Những người thợ Tràng Sơn ngày nào đi khắp nơi đóng nhà, giờ đã ở tuổi lục tuần, nhưng tay nghề thì khỏi phải chê. Giấy bàn tay tài hoa của họ, những khúc gỗ thô cứng bỗng chốc trở nên tinh tế đến lạ kỳ. Chào bác. Bác ơi, cho hỏi bác đang làm gì vậy ạ? Đây là đang làm nhà kể chuyện. Nhà rồi bác. Vâng. Vậy thì ở Tràng Sơn thì ngoài những cái vật dụng như thế này thì mình còn làm những cái vật dụng nào nữa hả bác? Như là làm như thế này mà thợ đồ cổ thì người ta làm về sập gụ, tủ tre. Vâng. Vâng. Án gian. Vâng. Câu đố hoành phi. Vâng. Vâng. Cháu đang thấy là bác cầm trên tay những vật dụng giống như cháu là cái chàng. Vậy thì để một người thợ mà cầm một cái chiếc chàng hay là một chiếc đục này thì mất thành thạo thì mất khoảng thời gian bao lâu hả bác? Ôi, làm nếu mà làm được coi như là thành ra một sản phẩm trong thời gian mà mình làm thì rất là lâu. Vâng. Và mình phải học nghề coi như là rất là lâu rồi. À, thế thời của bác thì bác cầm một chiếc chàng thành thạo thì bác phải mất thời gian bao lâu, bác có nhớ không bác? 40 năm mà bác làm 40 năm rồi. 40 năm. Vâng. Vâng. Thế còn thế hệ của bác thì đến bây giờ thì có còn ai là tiếp tục duy trì nghề này không? Có ạ. Có ạ. Ở chàng này còn nhiều lắm. Vâng, vâng. Từ nãy giờ trò chuyện với bác thì cháu cũng đang cầm trên tay, bây giờ thì cháu muốn là được thử luôn. Vâng. Trên cái vật dụng của bác đang làm được không bác? Vâng. Bác sẵn sàng thử không? Vâng. Ngồi vào đây này. Ngồi vào cái này. Đục theo cái nhát này đi. Đục theo những cái này ạ? Đục theo cái nhát đi đang dở xuống dưới này. À đây. Cầm như thế này là đúng rồi hay là phải cầm thế nào bác? Vâng. Ui. Cầm cái đục, lấy đục này. Những cái đục này. Đấy. Đấy, cứ đóng đi, cứ đóng là cho nó chảy xuống gần dưới đây được. Nó khó hơn cháu nghĩ bác ạ, cháu cứ nghĩ là chỉ cần đục theo những vết mực này thôi chứ. Vâng. Này, những cái người có tay nghề cao thì chắc chắn là phải làm cái này rất lâu năm phải không? Vâng. Bác có nghĩ rằng là để theo cái nghề này thì có cần phải cả đời của mình hay không? Có cả đời đi làm, coi như là mình đã thành nghề thì mình đi làm cả đời. Vâng, hy sinh vì nó luôn đúng không ạ? Cháu cảm ơn bác rất là nhiều, rồi cho cháu thử và cháu gửi lại bác. Nó khó hơn cháu nghĩ quá. Và chúc bác có nhiều sức khỏe và đưa ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa. Vâng, cảm ơn bác ạ. Niềm say mê của những người đi trước đã truyền lại cho thế hệ đi sau. Thế hệ trẻ ở Tràng Sơn giờ đây nhiều người tay nghề cũng không kém thế hệ trước là bao. Nhưng để có được những sản phẩm mang đậm nét tinh hoa dân tộc, có lẽ còn cần phải dành nhiều thời gian và công sức. Nói về các sản phẩm gỗ truyền thống ở Tràng Sơn trước đây thì nhà cổ là số 1, tiếp đó là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sập gụ, tủ chè. Nhưng giờ đây, để bắt kịp xu hướng hiện đại, nhiều doanh nghiệp gỗ ở Tràng Sơn cũng đã bắt đầu chuyển sang làm các sản phẩm sử dụng máy móc công nghiệp để tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, họ cũng nhập gỗ từ nước ngoài và sản xuất những đồ gỗ nội thất theo yêu cầu của khách hàng hiện nay. Thank you.
Anh ơi, hiện tại thì xưởng sản xuất của nhà mình thì đang sản xuất những mặt hàng chủ yếu nào ạ? Xưởng của anh thì bây giờ đang sản xuất các loại chính như là bộ bàn ghế dùng cho gia đình này, rồi các cái sản phẩm như giường ngủ dùng cho hộ gia đình này và tủ quần áo này. Ngoài ra bên anh còn sản xuất những cái mặt hàng nội thất dùng cho các cái khối cơ quan văn phòng nữa. Anh ơi, em để ý là những cái chiếc ghế này chẳng hạn có rất nhiều những cái hoa văn hay là họa tiết cực kỳ tinh xảo. Ngày xưa thì em để ý là những người thợ mộc thì họ thường lùng bằng tay ấy. Rồi. Nhưng mà bây giờ thì gần như thay thế toàn bộ bằng máy rồi. Vậy thì cái chất lượng cũng như là những cái hình ảnh tinh xảo đó nó có bị ảnh hưởng hay không? Cái việc mà thay thế lao động bằng máy móc ấy để đỡ cho lao động thủ công thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái giá trị thẩm mỹ cũng như là cái độ đẹp của sản phẩm cả. Mà nó chỉ có tác dụng là làm tăng thêm cái năng suất lao động và cái độ đẹp thôi. Bởi vì là những cái phần máy móc nó không hoàn toàn là áp dụng trong các cái lao động này. Mà chẳng hạn như là đối với cái sản phẩm này thì bọn anh chỉ lấy lền của cái sản phẩm thôi. Còn những cái độ dẻo của cánh hoa hoặc là độ cong của mỏ con chim hoặc chân con chim thì bọn anh đều phải dùng bằng tay. Thế cho nên sản phẩm vẫn rất là đẹp. Vậy thì anh ơi, em không biết rằng là những cái sản phẩm gỗ như thế này thì nguồn nguyên liệu chủ yếu mà mình được lấy là từ đâu ạ? Ngày xưa thì các cái nguyên liệu này bọn anh mua ở trong nước, nhưng bây giờ thì hầu như là bọn anh nhập khẩu hết rồi. Anh nói chẳng hạn như là cái bộ ghế này chẳng hạn, nó bằng gỗ gụ thì bọn anh nhập khẩu từ bên nào em ạ? Hoặc là như là cái tủ kia bằng gỗ giáng hương thì bọn anh cũng nhập khẩu từ nào? Còn thì một số bằng gỗ rổi, bộ sồi thì bọn anh nhập từ Nga hoặc là từ Mỹ. Lúc nãy anh bảo cái ghế này được làm từ gỗ gì anh ạ? Đây, cái bộ trường kỳ này là được làm bằng gỗ gụ em ạ. Cái khoảng thời gian nào là cái khoảng thời gian mà công việc của mình bận rộn nhất trong một năm ấy? Thì công việc bận rộn nhất của anh thì nó tập trung vào khoảng độ từ tháng 8 âm lịch cho đến hết năm âm lịch. Nó vừa là cái nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng lên, hai nữa cái thời điểm đấy thời tiết nó cũng rất thuận lợi cho đối với những người làm nghề gỗ như bọn anh. Làng gỗ Tràng Sơn đang bắt nhịp với thị trường, những sản phẩm cũng phải thay đổi theo mẫu mã, chất liệu để phù hợp với thị hiếu. Nhưng không vì thế mà những sản phẩm truyền thống bị lãng quên, nó vẫn đang tiếp tục được những người thợ tài hoa nơi này kế thừa và phát triển. Với một niềm tự hào sẵn có của những người dân vùng đất có bề dày truyền thống, Tràng Sơn. Thấy nghề mộc như nào? Khó hơn mình nghĩ rất là nhiều. Nhìn thì đơn giản nhưng mà lúc trực tiếp bắt tay vào làm thì khó hơn mình nghĩ. Thế là trả hết chàng mới đục rồi đúng không? Không, hết rồi còn mỗi tay không thôi. Nhưng mà nói cho Phương anh biết một điều là thế này, những làng nghề Việt Nam rất là nhiều và anh Phương tin rằng là sẽ tìm được một làng nghề thích hợp. Vậy thì tớ sẽ chờ đợi xem là những lần sau cậu sẽ thể hiện mình như thế nào nhá. Chính nhá, ok. Đi. Một ngày ở Tràng Sơn với anh Phương và Phương Anh đã khép lại với thật nhiều điều thú vị về làng mộc truyền thống Tràng Sơn. Tuần sau sẽ là những khám phá thú vị gì nữa đây? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với những người trẻ tuổi trong Tìm Về Nguồn Cội ở các hành trình tiếp theo nhé!